chương 411, nàng sẽ không thích hắn. Máu tươi từ quần áo trước ngực hắn tuôn ra ào ạt, giống như một đóa hoa sen màu đỏ đang từ từ nở rộ ra. Long Phù Nguyệt nhìn đến mất hồn, trong lòng không khỏi tê rần, người này thật sự là vị cửu vương gia ma quỷ theo như đồn đãi kia sao? Sao hắn lại ngu như vậy, hắn không phải có một thân võ công sao? Vì sao không cầm máu trước? Làm hại nàng suýt nửa liền không nhịn được thúc giục ra tiếng sao hắn ra vẻ cùng ta rất quen thuộc xem bộ dáng của hắn giống như ta đã từng là người yêu của hắn đối với trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có hắn hay là hắn là người yêu của chủ nhân thân thể này nàng nhớ lại hai năm trước trên tường thành dáng bức tranh rất giống mình hay là thật sự là chính mình nhưng ta hiện tại đã không phải là ta kia rồi nên không thể thừa nhận tình cảm trước đây của chủ nhân thân thể này long phù nguyệt vẫn cho rằng mình là hai năm trước mới xuyên qua chỉ là sai lầm chiếm lấy khối thân thể này hiện tại gặp thái độ vị cửu vương gia này đối với chính mình mờ ám như thế liền cho là hắn có lẽ là yêu đời trước của mình vậy thì cùng nàng một chút quan hệ cũng không có trong đầu long phù nguyệt có chút hỗn loạn lên liên tục xua tay ngươi nhận lầm người rồi ta thật sự không biết ngươi 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 đừng tiếp tục đi theo chúng ta ai đi đường nấy ai đi đường nấy phượng thiên vũ cắn răng thầm thì Đôi mắt giống như mặt nước hồ sâu, phản phất dường như muốn đem nàng ăn, mơ tưởng. Phù Nguyệt, nếu ta tìm đã được nàng, đừng mơ tưởng ta sẽ lại buông tay. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đầu có chút đau, trời à, khi nào thì nàng chọc tới tên sát tinh như vậy. Nàng không biết thân thể này của mình có thương hắn hay không, nhưng nàng bây giờ là tuyệt không thương hắn nha. Thậm chí thậm chí có chút không hiểu mà hận hắn có thể là hai năm trước nàng ở tửu lâu nghe nói sự tích của hắn đối với hắn không có ấn tượng tốt cũng nên, nàng ghét nhất nam nhân đánh nữ nhân. Húng chi hắn còn chính tay giết chết bà xã của mình, ở trong ấn tượng của nàng, vị cửu vương gia này chính là một tên biến thái, nàng sẽ không thích hắn đâu, phải phủi sạch quan hệ với hắn, đánh mất ý nghĩ sàng bậy của hắn. Trong lòng Long Phù Nguyệt âm thầm quyết định chủ ý, nàng quét mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người trước mắt này giống như bị ma nhập vậy, chương 412, đừng chết sống ôm hình bóng xưa của nàng nàng quét mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người trước mắt này giống như bị ma nhập vậy. Chỉ sợ mình nói hai ba câu cũng cùng hắn nói không rõ, xem ra vẫn nên mau chóng thoát khỏi hắn là chuyện tốt nhất, chỉ cần chạy về vấn thiên quán, khởi động cơ quan đại sư Huynh lưu lại, người này sẽ không xông vào được, sau đó lại chờ đại sư Huynh trở về, nếu người này còn không chịu đi, nàng sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, để cho hắn khổ hải không cùng, quay đầu lại là bờ đừng chết sống ôm lấy hình bóng xưa cũ kia của nàng cùng huynh đệ dương thị nháy mắt ra dấu ba người nhanh chóng hội hợp hai tay long phù nguyệt bỗng nhiên liên tục huy động một luồng ánh sáng màu vàng tươi đẹp từ trong tay nàng phát ra vù một bức tường lửa hừng hực xuất hiện chắn ngang giữa nàng cùng phượng thiên vũ trong lúc này long phù nguyệt một tay lôi kéo một người đi mau ba người vất vả quay về phía trước chạy cũng may khinh công ba người đều không tồi lúc này vì chạy trối chết lại sử dụng hết tất cả khí lực trốn chui giống như chuột chạy về hướng nội thành phượng thiên vũ đứng ở nơi đó sắc mặt tái nhật tựa như quỷ thân mình hơi hơi lay động ngón tay nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng kinh ngạc nhìn bọn người long phù nguyệt chạy trối chết biến mất hắn muốn đuổi theo lại nâng không nổi bước chân hắn biết mặc dù để cho bọn họ chạy trước hắn một nén hương thời gian hắn muốn đuổi theo cũng có thể đuổi theo nhưng hắn cũng không nhẫn tâm hắn không muốn làm cho nàng tiếp tục sợ hãi hắn từng bước một xuyên qua tường lửa quả nhiên lửa kia là lạnh hoàn toàn không có tính sát thương đã học xong vô thuật xem ra đại sư huynh đối với nàng cũng không tệ lắm trong lòng cũng nói không rõ là vì nàng cảm thấy may mắn hay là vì chính mình cảm thấy bi ai một chốc lạnh một chốc nóng chợt chua xót lại chợt cay đắng đúng là hỗn loạn chưa từng có trôi qua ba người long phù nguyệt rốt cục dùng hết sức chạy trở về vấn thiên quán long phù nguyệt thuận đường mở ra vô số cơ quan các cơ quan này tương tự với kết giới là cổ nhược vô sư thiết lập uy lực vô cùng người bình thường không dễ dàng xông vào được phù rốt cuộc trốn về đến nhà rồi long phù nguyệt ngã ngồi ở trên ghế trái tim còn đập dồn dập không ngừng khinh công người nọ thật sự là thật là quỷ dị nàng còn tưởng rằng ba người bọn họ chạy không thoát chứ huynh đệ dương thị cũng chạy trốn thở không ra hơi ngồi ở trên ghế thẫn thờ nửa ngày, chương 413, trong lòng đau xót, trong nháy mắt bỗng nhiên thật loạn. Dương Côn Vũ nhíu mày, nói, sát thần bỗng nhiên tới nơi này, chỉ sợ khai Dương quốc cũng sắp gặp tai ương rồi. Dương Cẩn Hiên nói, thằng nhãi này diệt nhiều quốc gia, Diêu Quang, Thiên Cơ, Ngọc Hành. Hiện tại lại đây đến khai Dương quốc của chúng ta, hắn không phải là muốn đem tất cả quốc đô này tiêu diệt chứ. Long Phù Nguyệt cũng rùng mình một cái, Hằng nhãi này không phải là tần thủy hoàng chuyển thế chứ. Muốn thống nhất sáu nước. Vậy phải chết bao nhiêu người, Dương Công Vũ nói, việc này tuyệt không đơn giản, nhất định phải mau chóng báo Hoàng Huynh. Dương Cẩn Hiên cũng liền gật đầu liên tục, đúng, đúng, phải mau chóng báo cùng Hoàng Huynh biết. Nhưng, nhưng, Hoàng Huynh biết thì có tác dụng gì? Khai Dương quốc chúng ta cũng không phải một nước lớn, ngay cả Ngọc Hành quốc không phải đối thủ, Khai Dương khai dương chỉ sợ cũng khó trốn nhớ tới kết cục những quốc gia kia sau khi diệt vong nhất là kết cục tất cả các người con của quốc vương nước thiên cơ bị bắn chết thân thể hắn không khỏi phát trung lên long phù nguyệt cũng đã được nghe nói kết cục khi nước thiên cơ mất nước các hoàng tử cùng các công chúa tránh không khỏi cũng rùng mình một cái không được tuyệt đối không thể để cho bi kịch ở nước thiên cơ tái diễn ở khai dương quốc nàng nhất định phải làm gì mới được nhưng nhưng bằng công phu mèo quào của nàng phải làm sao mới có thể ngăn hắn lại ai đáng tiếc đại sư huynh không ở đây bằng không còn có thể tìm hắn nghĩ biện pháp trong đầu nàng đột nhiên lại nghĩ đến đôi mắt đầy khiếp sợ đau đớn kia trong lòng hơi đau xót trong nháy mắt bỗng nhiên hỗn loạn dương cẩn hiên nhảy dựng lên không được ta đi thông báo cho hoàng huynh trước tốt xấu gì cũng nên chuẩn bị hắn vẫn còn chưa nói xong bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm phốc vang lên tự hồ có cái gì bị người xuyên phá Long Phù Nguyệt biến sắc, nhảy dựng lên, có người xông vào vấn thiên quán. Đạo kết giới thứ nhất đã bị phá, Dương Cẩn Hiên rung giọng nói, nhất định là. Nhất định là tên ma quỷ kia đến đây. Hắn, hắn không chịu buông tha chúng ta, gương mặt ôn nhuận như ngọc của Dương Côn Vũ giờ phút này cũng đầy kinh hoảng. Phù Nguyệt, ngươi không phải nói cơ quan này rất lợi hại sao? Tại sao? Tại sao đã bị phá dễ dàng như vậy? Long Phù Nguyệt cũng gần như muốn khóc người kia chẳng lẽ thật sự là ma quỷ hóa thân. Kết giới của đại sư huynh lợi hại như vậy đều bị hắn dễ dàng phá giải, chương 414, dù nàng hóa thành bụi ta cũng nhận ra được. A a a a, không biết hắn đến bắt mình để báo thù một kiếm vừa rồi hay không, phốc, 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 thanh âm của kết giới vỡ tan liên tục truyền đến. Long Phù Nguyệt sợ tới mức suýt nửa chui vào dưới gầm bàn trốn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sắp chết, nàng sắp chết rồi cái tên kia như là chưa từng chịu nhục nếu lát nữa bắt được nàng không biết sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ gì đây huynh đệ dương thị cũng sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng lại một chút biện pháp cũng không có phanh một kết giới cuối cùng cũng tuyên cáo vỡ tan bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng kêu la kinh hô long phù nguyệt biết tất cả kết giới vừa vỡ bằng mấy người bên ngoài kia hoàn toàn là không đủ chạm đến một đầu ngón tay của phượng thiên vũ Nàng rốt cục nhảy dựng lên. Này, trước mặt là mũi đao, sau lưng cũng là mũi đao, chết thì chết, nàng mở cửa mạnh mẽ, kêu lớn, đừng làm khó xử hạ nhân. Ngươi muốn tính toán sổ sách cứ đến tìm ta, cửa từ từ mở ra, Phượng Thiên Vũ quần áo trắng cứ như vậy chậm rãi đi đến. Ánh nắng chiều quang mang giống như phản chiếu trong đôi mắt hắn, lưu ly biến ảo, khó lường như biển sâu, gió thổi mái tóc đen dài của hắn lên, như ngự phong mà đi, đẹp đến thoát tục đẹp đến mị hoặc, đẹp đến không mang theo một tia khói lửa. Đổ xuống như mặt nước dung nhập vào trong lòng Long Phù Nguyệt, nàng ừng ực nuốt từng ngụm nước miếng, tim lại lại có một trận đau đớn không lý do. Trong nháy mắt, Phượng Thiên Vũ đã đi đến gần nàng, một đôi mắt thâm trầm như biển cả, nhìn Long Phù Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã nói, dù như thế nào ta sẽ không thả nàng ra nữa. Long Phù Nguyệt lui về phía sau từng bước, nàng giống như vô tình nhìn thoáng qua trước ngực của hắn tốt lắm, nơi đó đã không còn chảy máu rồi, ngay cả áo cũng đổi qua. Nàng nuốt nước miếng mạnh mẽ một cái, cười khang một tiếng, ta nói rồi, ngươi nhận lầm người. Hàng lông mi công dài của Phượng Thiên Vũ cục xuống, tự tiếu phi tiếu, vén mái tóc của nàng lên chậm rãi nói, ta không nhận sai, nàng cho dù hóa thành bụi ta cũng nhận ra được, đối với ngươi. Ta đã không phải ta. Ta thành thật nói với ngươi vậy, thật ra ta là xuyên qua đến, chính là bám vào trên thân thể này có lẽ chủ nhân thân thể này ban đầu cùng ngươi có liên quan, nhưng ta là ta, ngươi không thể đem ta trở thành nàng. Chương 415, ngươi thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao. Long Phù Nguyệt đem mọi chuyện nói ra rõ ràng, đem bí mật mình chôn giấu hai năm, nói ra tất cả. Nàng nghĩ đến Phượng Thiên Vũ sẽ không rõ, lại giải thích một câu, có lẽ ngươi yêu là nguyên chủ nhân thân thể này, ta. Trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ có ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, Quần áo trên người không gió mà bay. Chậm rãi vương một bàn tay. Long Phù Nguyệt bị dọa nhảy dựng. Lui về phía sau một bước. Hắn. Hắn không phải là biết mình chiếm thân thể này muốn đem nàng bóp chết chứ. Khóe môi phượng thiên vũ lại khẽ công ý cười. Ngón tay mơn trấn cánh môi trắng bệt của nàng. Người ta yêu đúng là nàng. Linh hồn đến từ tương lai. Trong đầu có một số ý nghĩ thất loạn bác tao mơ hồ gì đó. Cô gái người miêu. Long Phù Nguyệt thiếu chút nữa té ngã. Không thể nào người hắn yêu trước kia cũng là xuyên qua đến trời ạ à, khối thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu linh hồn giữ lấy vậy có phải người kia đi rồi nàng mới có thể xuyên thấu đến hay không long phù nguyệt hiện tại bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi khả năng vấn đề này nàng cười khang một tiếng dù sao ta không phải nàng ngươi tạm tha ta đi trong đôi mắt phượng thiên vũ hiện lên một chút đau đớn tha cho nàng phù nguyệt nàng thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao nàng đã không phải là nàng trước kia nay nàng đang vui vẻ và tiêu giao, ngươi cần gì phải đem những thứ loạn thất bát tao kia đến phiền nàng. Một thanh âm đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ cửa truyền tới, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Long Phù Nguyệt lại hoang hô một tiếng, bay đi qua, ôm vào ngực, "Đại sư huynh, huynh đã tới, người tới dĩ nhiên là Cổ Nhược Vu sư mất tích mấy ngày nay, lúc này mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, trong đôi mắt đạm mạc như mặt nước lạnh như băng, chỉ có trên môi hơi hơi có chút huyết sắc." hắn tự hồ không nghĩ tới Long Phù Nguyệt sẽ bổ nhào vào trong lòng, nao nao, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vuốt ve tóc của nàng, nha đầu ngốc, sợ hãi sao, thân thể hắn trước sau như một lạnh như băng, nhưng giờ phút này Long Phù Nguyệt ôm hắn, lại cảm thấy dị thường an tâm, tốt lắm, sư huynh đến đây thì tốt rồi. Sư huynh nhất định có thể đã bại người kia, mặt phượng thiên vũ nháy mắt tái nhợt xuống. Hắn vươn tay ra, vạt áo mềm nhẹ khi hắn lướt qua, sau đó, liền trơ mắt nhìn nàng bổ nhào vào bên trong lòng của một người khác. Chương 416, ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ. Đốt ngón tay nắm lại gần như trở nên trắng bệch, sát khí vô hình từ quanh thân trào ra, quần áo trên người hắn phần phật bay lượn, đại sư huynh. Từ miệng hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ này, cổ nhược lẳng lặng đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, ta nói là ai có thể một hơi phá tám đạo kết giới của ta, thì ra là chiến thần Tu La Phượng Vương Gia. Thất lễ, không biết phượng vương gia giá lâm tệ xá có gì muốn chỉ giáo phượng thiên vũ cũng lẳng lặng nhìn hắn đáy mắt là không che giấu được mênh mông mãnh liệt trời đất trong lúc này tự hồ chỉ còn lại hai người bọn họ giống như tiên như thần áo trắng bay bay hắn bỗng nhiên cười yêu mị vài năm không cùng huynh giao thủ tay có chút ngứa ngáy muốn cùng huynh so chiêu một lát cổ nhược hơi hơi nhíu nhíu mày ta đã nói ta không phải đại sư huynh của ngươi tại sao ngươi cứ tìm ta gây phiền toái Phượng Thiên Vũ liếc xéo hắn, huynh trực tiếp thừa nhận là đại sư huynh của nàng, vậy vì sao không thừa nhận cũng là sư huynh của ta? Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, huynh không nên bên trọng bên khinh như thế chứ. O -a, a a a a a. Ta lại cùng nam tử yêu nghiệt này dường như cũng là sư huynh muội. Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, ừm, ban đầu chính là ta kia cùng vị Phượng Vương gia này và cổ sư huynh là sư huynh muội, nhất định là Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong lúc đó sinh ra tình cảm cũng là vô cùng có khả năng, lại không biết là hiểu lầm gì tách ra, ta kia thương tâm rất nhiều hồn phi phách tán, cũng để cho ta nhặt được cái chỗ trống, đoạt lấy khối thân thể này, lại đụng phải đại sư huynh, hắc hắc. Long Phù Nguyệt đầy đủ phát huy tất cả tưởng tượng, theo dệt ra một câu chuyện vô cùng máu chó, lại nhìn thoáng qua hai người kia tương đối đứng thẳng, lại một tư tưởng y y bắt đầu xuất hiện, yêu nghiệt vương gia này không phải là đam mỹ chứ? hắn cũng thích đại sư huynh cho nên đại sư huynh mới trốn tránh hắn không chịu nhận thức hắn nên hắn lấy lui làm tiếng thích ta kia lại không nghĩ rằng ta cũng quên luôn hắn cho nên hắn mới tức giận như thế trong đầu nàng miên man bất định theo dệt n cái nội dung vở kịch từng cái nội dung vở kịch đều là khó bề phân biệt như vậy gió tanh mưa máu máu chó làm cho nàng nhất thời đồng tình muốn rơi nước mắt hai người kia đương nhiên không nghĩ tới long phù nguyệt lúc này đang ở trong bụng bố trí bọn họ trong đôi mắt cổ nhược đạm quan chợt lóe phượng vương gia ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ chương 417, ta chờ huynh chiến thắng trở về cánh môi phượng thiên vũ gợi lên một nụ cười nhẹ đương nhiên ban đầu sư huynh để chúng ta thường hay luận võ cho tới bây giờ vẫn chưa thể phân ra thắng bại ở nước diêu quan tuy rằng chạm mặt lại không cùng huynh chính thức giao thủ một lần ta đến nay vẫn lấy làm tiếc lúc này nếu đã gặp nhau nhất định sư huynh cũng nên thành toàn ta một lần hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng đem vị đại sư huynh này của mình đánh thành đầu heo, cổ nhược thở dài, thản nhiên nói, được rồi. Ta kỳ thật cũng rất muốn biết, chiến thần tu la theo như đồn đại rốt cuộc lợi hại đến mức nào, Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn tiểu viện này lịch sự tao nhã theo phong cách cổ xưa, cười tủm tỉm, chúng ta là ở trong này động thủ, hay là đi nơi khác. Kỳ thật ta không ngại hủy đi sân nhà của huynh, cánh môi của cổ nhược vừa rung, trên mặt cũng có ý cười như có như không, trời mười dặm có một nơi hoang dã, đúng là địa phương rất tốt dùng để liều mạng đánh nhau, Phượng Thiên Vũ nhìn hắn một cái, được. Chúng ta đây còn chờ cái gì, Long Phù Nguyệt trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, nàng biết đại sư huynh vu thuật lợi hại, nhưng Phượng Vương gia này nhìn qua cũng không phải thiện lương, vạn nhất có một cái gì sơ suất, nàng vương tay nắm chặt lấy tay của cổ nhược, đại sư huynh, ta cũng muốn đi. Cổ nhược vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, Muội vẫn là ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, đao kiếm không có mắt, sẽ tổn thương muội." Long Phù Nguyệt vội nói, "Không sợ, không sợ, chính ta cũng có võ công, ta đứng xa xa cổ vũ cho huynh cũng được." Ánh mắt của Cổ Nhược liếc nhẹ về hướng Phượng Thiên Vũ, thấy hắn đứng ở nơi đó tuy rằng nhìn qua bất động thanh sắc, nhưng khuôn mặt so với hắn còn muốn tái nhợt hơn, ngón tay rút vào trong tay áo, chắc là đang nắm chặt thành quyền. "Ai, người này hiện tại chỉ sợ đang cố tâm muốn giết người." lát nữa đánh nhau, người này nhất định là sẽ dốc toàn lực. Hắn trời xanh tính đạm bạc, không thích tranh đấu, hiện tại trận này cũng không thể không đánh, đầu của hắn hơi có chút đau. Hắn cứu nha đầu này, thật đúng là cứu một phiền toái lớn, nhìn đôi mắt lo lắng của Long Phù Nguyệt, hắn lắc lắc đầu, nghe lời, ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Ta rất nhanh sẽ trở lại, xoay người định đi. Long Phù Nguyệt một phát bắt được ống tay áo của hắn, tội nghiệp nhìn hắn, vậy huynh nhất định phải cẩn thận. Ta chờ huynh chiến thắng trở về, chương 418, dài dòng đủ chưa? Phượng Thiên Vũ khép hờ ánh mắt, hình ảnh này thật châm chọc, thê tử của hắn đang thâm tình tha thiết quan tâm một người khác, mà hắn lại cũng không thể làm gì, chờ hắn chiến thắng trở về. Cũng chính là chờ đợi trượng phu thất bại như mình đây bị thua sao, thì ra mất trí nhớ là một việc tốt như vậy, một động tác vô ý thức là có thể đem người ta làm bị thương tích đầy mình, hắn rất muốn muốn mất đi trí nhớ một lần vì sao trúng vong tình cổ không phải là hắn vì sao đem chuyện cũ trước kia đều quên cũng không phải là hắn phù nguyệt trong lòng của nàng bây giờ vốn không có một chút bóng dáng của ta sao hắn đau khổ nhắm mắt lại một luồng huyết khí xông lên cổ họng lại bị hắn mạnh mẽ tự nuốt xuống cổ nhược liếc mắt một cái lạnh lùng thốt dài dòng đủ chưa thân hình đồng loạt giống như một con chim nhạn lớn lượng trên không trung biến chuyển một cái liền biến mất không thấy long phù nguyệt nhìn le lưỡi khinh công người này cũng quá cao đi trời ơi quả thực chính là đệ nhất khinh công sở lưu hương chuyển thế trong lòng ẩn ẩn vừa động bỗng nhiên cảm giác ba người bọn họ vừa rồi có thể chạy về cũng không phải may mắn mà là người này cố ý nhường lại ngẩng đầu nhìn thì đại sư huynh cũng không biết tung tích chắc là đi ước hội cùng phượng thiên vũ rồi a à, chỉ sợ đại sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn người này tính tình tàn nhẫn Hắn vạn nhất giết luôn đại sư huynh thì làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng bỗng nhiên vô cùng khủng hoảng, hai năm qua nàng cùng Cổ Nhược vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, Cổ Nhược ở trong lòng của nàng như huynh như cha, nàng vẫn ỷ lại hắn, xem hắn là thân nhân duy nhất của mình. Nàng không dám nghĩ vạn nhất hắn không hay xảy ra chuyện gì thì mình sẽ như thế nào, không được. Không thể cứ chờ như vậy. Nàng nhất định phải đi nhìn xem, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hai người ai biết địa phương theo lời đại sư huynh ta nói ở nơi nào không? Huynh đệ Dương Thị ngẩn ra, cùng nhau lắc lắc đầu, rời mười dặm hoang dã. Lời này rất không rõ ràng rồi. Hoang dã, ai biết đại vu sư lại chỉ mảnh hoang dã nào chứ? Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, vậy Phượng Vương Gia không phải đi trước tiên sao? Hắn tại sao biết nơi đó? Dương Công Vũ thở dài một tiếng, Phượng Vương Gia chỉ sợ cũng không đi trước, mà là đang ngoài biệt quán chờ đại vu sư, hai người cùng đi. Chương 419, e sợ khi nhìn đến trường hợp máu thịt bay tứ tung. Long Phù Nguyệt cắn răng một cái, chúng ta đây cũng đi tìm xem. Dương Công Vũ hơi khẽ cau mày, ba người chúng ta võ công thấp kém, đi chỉ sợ cũng không giúp được việc gì, ngược lại sẽ làm cho đại vu sư phân tâm. Dương Cẩn Hiên cũng nói, đúng vậy, đúng vậy, hay là chúng ta cứ đợi như thế này đi. Không đúng, ta muốn thừa cơ hội này chạy nhanh đi bẩm báo hoàng huynh một chút cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì long phù nguyệt ngăn hắn lại quên đi hay là trước chớ kinh động hoàng huynh của ngươi nói không chừng một mình đại sư huynh có thể xử lý xong vị phượng vương gia kia hay là chúng ta đi tìm thử xem mặc dù không giúp đỡ được gì ở bên cạnh thêm người cổ vũ cũng tốt huynh đệ dương thị còn có chút do dự long phù nguyệt rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn các ngươi không đi tự ta đi ta không tin chính mình tìm không thấy nàng dỗi xoay người rời đi Dương thị huynh đệ không lay chuyển được nàng, lại lo lắng nàng một người xông loạn, cũng đành phải đi theo. Ba người bọn họ kinh công tuy rằng cũng không tồi, nhưng phương viên 10 dặm này phạm vi là quá lớn. Ba người từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, ước chừng tìm hơn hai canh giờ. Rất xa nghe được một chỗ trong khe núi phía trước truyền đến từng đợt tiếng động của kim loại vang lên. Vô số ánh sáng trên không trung phá lóe ra. Long Phù Nguyệt kêu lên một tiếng vui mừng, ở nơi này, nâng tinh thần lên, hướng về hướng kia chạy như bay đến nơi này vốn dĩ có một tiểu đình có vài chục gốc đại thụ còn có một chút quái thạch nhưng bây giờ như là bị lốc xoáy tập kích qua đỉnh tiểu đình không thấy chỉ còn lại có cái bệ không trọn vẹn những cây to kia có nhổ tận gốc có gãy ngang thân cành lá đầy trên đất quái thạch đều biến thành bột miệng ngay cả bóng dáng cũng tìm không được trận đại chiến này trước nay chưa từng có hai bóng người động tác nhanh lẹ nhanh như tia chớp trên không trung trên mặt đất phân phân hợp hợp. Mỗi lần chợt vừa tiếp xúc liền chính là một trận kim loại chói tai vang lên, vô số ánh sáng chói mắt phát ra, Long phù nguyệt xa xa đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trước mắt như là có mười mấy người đang đánh nhau. Mắt đều hoa rồi, cũng phân không ra ai là ai, hai bóng người mỗi lần chợt phân chợt hợp, cũng làm cho nàng hết hồn, e sợ khi nhìn đến máu thịt bay tứ tung, chương 420 dừng tay. Tất cả dừng tay nàng đương nhiên không hy vọng đại sư huynh bị thương nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng phượng thiên vũ có việc tâm lý này chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái nhưng lại phân tích không ra nguyên nhân chỉ quy kết cho mình là cô bé thiện lương không thích xem đổ máu hy sinh hai cái bóng người trên không trung hơi dính tiếp xúc nhau tay áo phiêu phiêu chia làm hai bên long phù nguyệt cũng rốt cục thấy rõ hình dạng của bọn hắn trong lòng chấn động mạnh một cái sắc mặt cổ nhược tựa hồ càng trắng bụng đầu vai, quần áo có một chút tổn hại, ẩn ẩn có vết máu lộ ra, cũng không biết là của mình hay là của người kia, hắn bước chân có chút lảo đảo, hơi có chút thở dốc, trái lại đối diện Phượng Thiên Vũ, so với hắn cũng không khá hơn chút nào, vết thương trước ngực của hắn dường như càng vỡ ra, có một vết máu lớn lan rộng, nhìn thấy thật là ghê người. Một cánh tay trái dường như không được linh hoạt nữa, trên mặt hắn lộ vẻ giận đi người không đền mạng như trước mỉm cười, bảo kiếm chỉ xéo thật nhiều năm không đánh thống khoái như vậy. Chúng ta lại tiếp tục, thân hình cùng kiếm, lại hướng cổ nhược sông đến, còn đánh tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời tối sầm, kìm lòng không đậu hét lớn, được rồi, được rồi. Đừng đánh nữa, Phù Nguyệt, câm miệng, bé con, câm miệng, hai nam nhân đồng thời nói một câu, lúc này bọn họ chuyên chú tìm kiếm từng cái sơ hở của đối phương, cũng không để ý nàng, Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, bé con đây là xưng hô quái dị gì thế? Nhưng chính là chỗ xưng hô quái dị này, làm cho nơi cực sâu trong nội tâm nàng hình như có một sợi tơ tinh tế đang bị khảy lên, lòng của nàng bỗng chua xót một cách kỳ lạ, hai người kia lại đấu lại với nhau, thiên hôn địa ám, các đá tung bay, mỗi một lần giao phong cũng làm cho trái tim của Long Phù Nguyệt đập loạn không thôi. Hai đấm nàng nắm chặt, hai tròng mắt trợn lên, e sợ cho một trong hai người bọn họ cứ như vậy ngã xuống, bọn họ rốt cuộc muốn đánh tới khi nào chẳng lẽ nhất định phải phân ra thắng bại? Chẳng lẽ phải có một người ngã xuống, nàng chẳng lẽ sẽ ở trong này đứng ngây ngốc, không? Không. Nàng không muốn thấy bất cứ người nào chết, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng về giữa bọn họ không để ý sinh tử vọt tới, dừng tay. Tất cả dừng tay.